Xin chào các bạn, tôi là Văn Hưng. Chào mừng các bạn đến với kênh của công ty luật CES. Trên tay tôi đang là một quyển sổ hộ khẩu. Theo quy định tại luật cư trú năm 2020 thì từ ngày 31 tháng 12 năm 2022, sổ hộ khẩu sẽ chính thức bị khai tử, có nghĩa là không còn giá trị sử dụng và bị thu hồi. Câu hỏi được nhiều người quan tâm và bình luận trên kênh của công ty luật CES đó là sổ hộ khẩu bị thu hồi nhưng chưa kịp làm căn cước công dân gắn chip thì phải làm sao? Câu trả lời sẽ có trong video ngày hôm nay. Theo quy định tại khoản 3 điều 38 luật cư trú năm 2020, khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, sau đó thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của luật này và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Theo thông tư 60/2021, thông tư của Bộ Công an, quy định trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân gắn chip như sau. Sau khi tiếp nhận đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, cán bộ thu nhận thông tin công dân, tìm kiếm thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân. Theo đó, có thể xảy ra các tình huống như sau. Tình huống thứ nhất, thông tin công dân đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và không có sự thay đổi, điều chỉnh, thì cán bộ sử dụng thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân. Tình huống thứ hai, thông tin công dân đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng có sự thay đổi, điều chỉnh thì cán bộ sẽ đề nghị công dân xuất trình giấy tờ pháp lý chứng minh nội dung thay đổi để cập nhật bổ sung thông tin trong hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân. Tình huống thứ ba, thông tin công dân chưa có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì cán bộ sẽ đề nghị công dân xuất trình một trong các loại giấy tờ hợp pháp chứng minh nội dung thông tin nhân thân để cập nhật thông tin trong hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân. Như vậy, khi người dân bị thu hồi sổ hộ khẩu, thông tin của họ cũng đã có trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Và nếu người dân đã bị thu hồi sổ hộ khẩu, vẫn có thể làm căn cước công dân gắn chip. Video hôm nay đến đây là hết. Nếu thấy video hữu ích, các bạn hãy like, share và đăng ký kênh của công ty luật để theo dõi những thông tin pháp lý hữu ích khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.